Xin kính chào tất cả các bác đã đến với Tổng kho Nhật Bãi Văn Quân. Kính chúc tất cả các bác mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Vâng, ai và bác nào mà cần sản phẩm đồ chơi xe đạp nào để các bác có thể là sử dụng và sắm cho mình những sản phẩm chất lượng đẹp về xe đạp thể thao thì các bác cứ alo cho em. Rất là nhiều sản phẩm phân phối toàn quốc và ship toàn quốc. Bác nào đi qua kênh thì nhớ ủng hộ kênh bằng những nút đăng ký kênh để kho của bên em sẽ phục vụ tất cả các bác tốt hơn và chu đáo hơn nữa. Đợt này cuối năm thì hàng hóa các bác ra bên giao hàng là rất là đông và quá tải các cái sản phẩm, quá tải hàng, cho nên là các bác có thể là đợi hàng hơi chậm các bác ạ, cũng hơi chậm một chút thì các bác thông cảm với em một chút, bởi vì cuối năm mà, cuối năm thì nó nhiều việc đó. Thì hôm nay sản phẩm đầu tiên sẽ gửi đến tất cả các bác là sản phẩm mùa lạnh đi. Mùa lạnh thì bên em sẽ gửi đến tất cả các bác một chiếc máy sưởi, cái quạt gọi là cái này là máy quạt sưởi, sưởi ấm vào các cái mùa lạnh giá như mùa đông. Hiện tại miền Bắc thì rất là đang lạnh giá, thì các bác có thể là sử dụng và sắm cho gia đình mình hay là bố mẹ mình, những ông bà mình chiếc quạt sưởi, máy sưởi này. Máy sưởi này của Đức, vâng, Đức xuất Nhật. Vâng, Đức xuất Nhật. Thì sản phẩm này sẽ là công suất của nó là lên đến 1200W và dòng điện là có thể sử dụng 110V hoặc là 200 đến 220V, 240V đều được. Rất là đẳng cấp và rất là thông minh các bác nhá. Và nhất rất là nhỏ gọn nhưng mà nó rất là nhiều công dụng. Các bác có thể sấy quần áo, vâng, sấy quần áo khô ngay. Chỉ khoảng tầm mấy tiếng, là khoảng tầm đôi tiếng là sẽ khô ngay các bác ạ. Và công suất nó lớn. Và nó rất là thông minh. Sản phẩm của Đức cực kỳ thông minh và rất là đẳng cấp. Máy quạt sưởi ấm, chống lạnh, chống tê buốt. Với giá là 350k để gửi đến tất cả các bác. Vâng, 350k. Và bao ship các bác nhá. Vâng, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là những cái sản phẩm tiếp theo. Vâng, cái này là các bác có thể là sử dụng cái này, và cái này là các bác sử dụng cho em là với nhiệm vụ là thêm một cái ghi đông phụ đây. Thêm một cái ghi đông phụ đây các bác nhá. Thêm một cái ghi đông phụ. Đấy, các bác sử dụng cho em thêm một cái ghi đông phụ vào đây. Đây là một sản phẩm cực kỳ là ngon. Cái này là ghi đông phụ này, nó ngắn khoảng tầm 22 phân. Nó khoảng tầm bao nhiêu phân này? 20 phân. Các bác ơi, nó cái này chỉ còn tầm 20 phân thôi. 20 phân thôi. Rất là ngắn gọn và rất là đẹp. Các bác có thể bắt được các cái sản phẩm giá, đồng hồ, điện thoại rồi là các thứ vào đây luôn. Gắn trực tiếp vào đây các bác nhá. Đấy, gắn trực tiếp vào đây. Và cái ghi đông này nó có tích hợp cả đèn, cả những cái đèn gọi là đèn chấm cho nó đẹp đấy các bác. Và hai cục pin ở đây, có hai cục pin ở đây đấy các bác, hai cục pin cực kỳ là trâu nhá. Đấy, ghi đông phụ nhưng mà nó có cả pin và cái đèn nhỏ này rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn các bác ơi. Đây, hai cục pin hai bên đây và có cái chấm sáng ở đây, chấm sáng ở giữa đây, rất đẹp và rất là phù hợp để các bác có thể là tham gia cho mình thêm một cái ghi đông phụ để bắt đèn, bắt đồng hồ, rồi bắt những cái gương, rồi là những cái gương tròn tròn đấy các bác ơi. Gương tròn nó hơi bị ngon luôn các bác ạ, đẳng cấp luôn. Bắt thêm đèn gương tròn, các bác bắt thêm vào đây. Đấy, có cái gọng nước vào đây. Vâng, chiếc ghi đông phụ này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 220k. 220k cho một chiếc ghi đông phụ này các bác nhá. Rất là hay và rất là đẹp. Vâng, bền. Đây là sản phẩm cực kỳ là cao cấp. Đây là cổ nối pô tăng gật gù. Cổ nối pô tăng gật gù các bác ơi. Cái này thì các bác có thể là lên xuống giảm được như thế này, cho thẳng như này, cho ngang như này, cho chéo như này. Đây là một sản phẩm cực kỳ là thông minh. Cực kỳ là thông minh các bác ơi. Đẳng cấp và thông minh của Nhật đấy về đấy các bác ơi. Vâng, cái này là phù hợp với tất cả các loại xe thể thao tay ngang, xe địa hình, rồi xe touring các bác nhá. Đấy, chéo như này cũng được, thẳng như này cũng được, và ngang như này cũng ok các bác nhá. Chiếc pô tăng gật gù cao cấp và đa năng, cái này gọi là
Pô Tăng đa năng gật gù, có giá là 150k để gửi đến tất cả các bác. Vâng, cái này nó, cái này phải nói là nó cũng chết, cái này là phải nói là sản phẩm cực kỳ là ngon này các bác ạ. Vâng, cái này là bằng hợp kim nhôm cao cấp. Vâng, hợp kim nhôm cao cấp các bác nhá. Đây là những chiếc ốc, vâng, những chiếc ốc titan, titan đổi màu, ốc titan đổi màu. Ốc titan đổi màu có 6 chiếc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì các bác có thể thay cho mình vào chiếc Pô Tăng này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó rất đẹp các bác ơi, nó rất đẹp. Và hai ốc ở đây nữa, vâng, hai ốc ở đây nữa, đủ bộ luôn, đủ bộ luôn. Rất là đẹp và rất là nổi bật. Ốc titan này là ốc cực kỳ là đẹp và đẳng cấp. Đây là vật liệu cực kỳ là quý hiếm, titanium các bác nhé. Ốc titan này gửi đến tất cả các bác với giá là 250k cho một hộp 6 chiếc. Vâng, đẹp. Ốc titan nó đắt các bác ạ. Ốc titan nó vật liệu titan nó quý hiếm cho nên nó vừa đẹp nó vừa đắt các bác. Tiếp theo là những cái sản phẩm về xích lip Shimano. Shimano, lip Shimano. Vâng, lip Shimano đây các bác ơi. Đấy, lip Shimano. Clip bên em thì là đã quá đẳng cấp rồi, những hàng cực kỳ là chất lượng, đảm bảo chất lượng cực cao luôn, cao nhất. Vâng, cao nhất cho các bác. Đây là clip Shimano sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đấy, clip rất chất lượng, clip Shimano 105 nữa, có cả clip Shimano 105 nữa. Clip thì 6, 7 là 201, 8, clip 8 là 380, clip 9 là Clip 9 sẽ là 560, clip 10 là 880 các bác nhá. Và clip 11 thì các bác có thể nhắn tin để em sẽ kiểm. Clip 11 thì khoảng 1,1-1,2 đấy các bác nhá. Đấy, 1,1-1,2 đấy. Clip 11 thì hiện tại đang về thì em sẽ báo giá sau. Shimano Nhật đấy ạ. Đi theo container biển về. Cứ đấu giá container các bác ạ, cho nó hàng nó câu đấu giá xong là gửi về cho nó thuận tiện và vừa thuận tiện vừa rẻ, chứ đi đường bay 1-2 cái đã đắt lắm các bác ạ. Và tiếp theo là những cái sản phẩm về Sensic Shimano Nhật. Sensic Shimano Nhật thì bên em sẽ gửi đến tất cả các bác các loại từ 6, 7, 8, 9, 10, 11 nhá các bác nhá. 12 thì Shimano thì 12 thì khó kiếm. Vâng, Shimano 12 thì khó kiếm. 12 thì có KMC các bạn, hoặc là các cái xích khác. Đây là xích sản phẩm cực kỳ là cao cấp tại Shimano Nhật này các bạn. Shimano Nhật, Sensic Shimano Nhật. Đây là hàng chất lượng cao nhất rồi, cao nhất, bền nhất và chuẩn nhất để gửi đến tất cả các bác. Với những cái sợi Sensic hàng cao cấp của Shimano này, các bác cứ dùng hàng Shimano Nhật cho nó chuẩn, chuẩn cho nó xịn nhá các bác nhá. Thì 6, 7, 8 là dùng chung xích 8 là sen 8 sẽ là 280, sen 9 sẽ là 380, sen 10 là 480, sen 11 là 650 để gửi đến tất cả anh chị em. Đấy, em báo giá sen xích. Tiếp theo. Vâng, tiếp theo là những cái dòng các bác có thể trang bị cho mình thay đổi cuối năm. Cái ví dụ là những đôi tay nắm nào nó sờn nó cũ rồi thì các bác có thể là thay cho mình những đôi tay nắm nhá. Đấy, tay nắm cuối năm là mình cái nào mà cũ thì mình có thể thay hết đi các bác nhá. Cũ thì các bác thay đi chứ các bác để sang năm mới cũng không đẹp lắm. Đấy, đồ chơi xe đạp thể thao mà. Các bác, đây là một đôi tay nắm sừng, tay nắm sừng dài các bác ơi. Tay nắm sừng dài đây, đẹp, có đệm hết. Một đôi tay nắm sừng dài là 150k. 150k bao ship. Và em dạ báo giá không bao ship là 130k. 130k là không bao ship. Đôi tay nắm sừng ngắn đây. Đôi tay nắm sừng ngắn cũng là 130k, có cả sừng dài, sừng ngắn các bác nhá. Sừng dài, sừng ngắn có hết. Sừng dài, sừng ngắn có hết để gửi đến tất cả các bác anh chị em. Đôi tay nắm da, đôi tay nắm da sẽ là 200k. Đôi tay nắm da hàng cao cấp sẽ là 200k các bác nhá. Đấy, các video trước em có giới thiệu về tay nắm rồi đấy ạ. Có giới thiệu về tay nắm rồi thì các bác có thể là tham khảo nhá. Vâng, về tiếp tục rất là nhiều sản phẩm nữa, em sẽ giới thiệu rất nhiều sản phẩm.
cả những cái đôi pedal đẹp nhất. Và đây là đôi pedal cực kỳ là xịn rồi các bác ơi, đôi pedal này rất xịn và rất là đẹp các bác ơi, lắp vào xe thì mình nói là quá hoàn hảo luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Đôi pedal xịn trục carbon CNC cao cấp bạc đạn có giá là 550k để gửi đến tất cả các bác. Đây là đôi này là đôi màu ghi xám đẹp nhá. Đôi này thì lắp xe nào cũng được các bác ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Trục carbon bởi vì là cái mẫu pedal này nó đẹp các bác. Mẫu pedal này nó đẹp lắm. Nó đẹp. Đây các bác xem mẫu pedal cực kỳ đẹp nhá. Đấy. Đẹp. Và mẫu này lắp lên xe nổi bật lắm. Đẹp mà đây là loại xịn các bác ơi. Đây, các bác xoáy ở đây cho em. Xoáy. Xịn trục carbon. Đôi này 550k. Có cả màu đen. Đây màu đen, bác cứ hình dung cái màu đen, cái đôi xịn 550k nó màu đen với chữ cháo như này nhá. Đấy, màu đen chữ cháo như này nhưng mà nó cái mẫu này 550k. Đẹp tuyệt vời luôn. Và đôi này nữa các bác ơi. Đôi này cũng rất đẹp luôn, cũng là CNC cao cấp này. CNC cao cấp. CNC thì nó xịn hơn nhôm các bác nhá. Trục carbon. Trục carbon, vâng có cả trục carbon. Và những cái khóa này bằng màu đỏ nhé các bác nhé. Khóa màu đỏ, chữ màu trắng. Đây là pedal đen. Gửi đến tất cả các bác với giá là 380 cho đôi này. Cũng là bạc đạn các bác nhé. Đấy, rất xịn luôn. Cực kỳ là xịn. Tiếp theo đôi đổi màu. Đôi pedal đổi màu các bác ơi. Đôi pedal đổi màu này. Đôi này thì là đôi pedal vừa xinh xinh. Vừa và rất là vừa. Và đây là đôi pedal các bác có thể dùng cho các xe màu sắc, ví dụ như màu xanh BNC chẳng hạn này, hay màu trắng hay là màu màu đỏ đều đẹp hết các bác nhá. Màu đỏ đều đẹp hết và rất đẹp luôn. 350k một đôi các bác ạ. Đôi 350k một đôi, cũng là bạc đạn và cực kỳ là zin và xịn các bác. Đây là những đôi pedal cực kỳ là xịn. Và những đôi pedal này bền, rất bền luôn các bác ạ. Bền lắm. Bền, rất bền luôn. Tiếp theo là đôi pedal cá này. Đôi pedal cá này thì các bác có thể là sử dụng cho mình những vào những cái xe đua các bác nhá. Xe đua mà giày cá đấy. Vâng, giày cá đấy các bác nhá. Đấy. Đôi pedal cá này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 500k vào bao ship và 500k vào em bao ship đến tận nơi. Có cả khóa đính vào giày đây. Và đầy đủ hết các bác nhá. 500k bao ship. Cuối cùng là đôi pedal này ạ. Đôi pedal này là hàng vừa tiền, lắp vào các bác có thể lắp vào xe vừa tiền cũng ngon. Và đôi pedal này sẽ có giá báo giá đến tất cả các bác với giá là 130k. 130k các bác nhá. Và có cả khóa đấy ạ. Tất cả đều có kim khóa giày hết. Đôi pedal này là 130k, đôi vừa tiền các bác nhá. Và cũng rất là đẹp luôn. Đôi pedal đẹp. Vừa tiền mà lại còn đẹp. 130k. Tiếp theo là loa và chiếc loa Đức. Đấy, loa Đức em đã thử ở trước mấy video trước rồi. Có bác lấy cho mình trong cả một đội khoảng tầm chục bác đấy các bác ơi. Tại vì nghe nó lần đầu các bác lấy một cái, xong là hai cái, xong là lấy năm cái, xong là lấy thêm. Đấy. Rất đẹp, có nhiều bác nam bác nữ mua cả đôi. Kết nối Bluetooth và dùng pin, các bác sạc pin các bác sử dụng nhá. Kết nối điện thoại luôn. Và các bác cho to nhỏ tại đây. Và chỗ này là chỗ bật mở tắt mở các bác nhá. Nghe êm ấm trầm rất hay. Và loa Đức cơ mà, thương hiệu X1 cơ mà. 350k cho chiếc loa các bác nhá. Và 350k và có bao ship. Tiếp theo là chiếc camera. Vâng, chiếc camera quá đẹp luôn của Nhật luôn. Và xoay gương nữa kìa các bác ơi. Đấy. Chiếc camera của Nhật sử dụng thẻ nhớ đến 64GB các bác ạ. Vâng, các bác sạc vào, sạc pin vào đây. Rồi các bác dùng. Thời gian dùng liên tục khoảng tầm được 4 đến 5 tiếng các bác nhá. Thoải mái luôn. Ghi hình tại đây. Và các bác dắt vào cái táo này. Đây. Dắt vào táo này là các bác sử dụng thôi. Đi hành trình. Đi đâu cũng được. Đi xe đạp cũng được. Mà đi xe máy cũng được.
và các bác đi đi chơi cũng được, các bác chỉ thấy dắt thì vào đây thôi là các bác đạp xe thôi. Đấy, nó quay hết cả một cái hành trình của các bác luôn, hay là các bác đi chơi du lịch nó cũng tự quay cho các bác luôn các bác nhá. Các bác chỉ cần ấn nút trên này là quay này, và điều chỉnh một chút chỗ quay ghi âm đây có hết các bác nhá, quay ghi âm đây, quay hình, quay các cuộc họp đối thoại, rồi là ghi âm cuộc gọi các bác nhá. Chiếc này là có thẻ nhớ, em tặng thẻ nhớ luôn đi kèm là 64 GB, nguyên cái thẻ nhớ cũng là hơn cũng tầm 150k rồi. Và cái chiếc camera này giá thanh lý các bác ơi, giá thanh lý này, với giá là một bộ camera này là có thẻ nhớ 64 GB là giá là 360k, 360k để gửi đến tất cả các bác nhé. Tiếp theo ạ, và tiếp theo yên vừa về các bác ơi, giới thiệu cho các bác loại yên luôn này. Yên này có yên chữ đỏ này, yên chữ xanh này, yên chữ đỏ và yên chữ xanh này, rất đẹp luôn các bác ơi. Đây là yên cực kỳ là xịn, đẳng cấp. Vâng, Japan Nhật các bác nhá. Cái này là Japan nhá, về Nhật nhá, về nhá. Hàng Nhật về các bác ơi. Đấy, Japan Nhật đây. Đấy, Japan Nhật đấy các bác nhá. Japan Nhật, hàng sản phẩm yên da nhá. Cái này là yên da tại Nhật đấy các bác ơi. Yên này thì vừa đẹp vừa xịn. Các bác xem toàn là đính bằng ốc thôi. Đính bằng ốc này. Đấy, không có một ghim nhá. Yên xịn của nó không có ghim các bác nhá. Yên xịn không có ghim. Và yên này được thiết kế thêm một chiếc đèn, một chiếc đèn sạc bằng pin, một chiếc đèn cọc yên mà đẹp lắm các bác, đẹp. Đây các bác đính vào đây cho em, đây các bác đính vào đây đẹp lắm, quá đẹp luôn ấy. Rồi và đẹp lắm, và có cả yên đẹp này và đèn đằng sau cũng đẹp này các bác. Đèn này rất là nhiều màu, các bác có đổi thể thay đổi ra các chế độ màu, bởi vì nó đèn nó đẹp, nó xịn đấy chứ. Đây là yên cao cấp về thì các bác yên loại của Nhật thì các bác cứ yên tâm là hàng chỉ có xịn thôi các bác nhá. Đấy, nó còn chạy vòng xung quanh này các bác ơi, các bác nhìn thấy nó chạy vòng xung quanh chưa, đèn chạy vòng xung quanh chưa. Vâng, và một chiếc yên cao cấp của Nhật này sẽ gửi đến tất cả các bác với dạng yên này êm. Vâng, yên này êm. Vâng, yên Nhật, yên da mà. Yên da Nhật mà. Đấy. Bền, cực kỳ là bền luôn. Bền luôn này các bác. Êm, bền. Quá xịn luôn. Chiếc yên này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 450k. Vâng, giá thanh lý đấy ạ. Vâng, giá thanh lý. Giá thanh lý 450k các bác nhé. Rất rẻ và ngon, rẻ và rất là bền, bền lắm các bác ạ. Và cái đèn có cả đèn đằng sau cơ, thiết kế cả đèn đằng sau cơ, đẹp tuyệt vời luôn các bác. Đấy, đèn các bác chạy vô tư để có kinh các cái nút, có cái các cái nút này là cần rất chắc luôn này các bác ơi. Đấy, chắc lắm, để tháo mã không ra này. Đấy, nó chắc quá mà, nó làm chắc quá, Nhật mà, Nhật làm chắc. Thôi thì nữa tháo sau các bác nhá. 450k có cả yên màu đỏ này, yên đen, đa số lại dùng yên đen, với lại là mình có thể chấm đỏ, chấm xanh gì đấy thì nó tùy mình các bác nhá. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Tiếp theo này, yên một loại yên tiếp theo là yên nó vừa vừa tiền hơn nhưng mà nó cũng rất là êm. Chiếc này thì các bác nhớ nhá, khi các bác xem video của em thì trên YouTube thì các bác nhìn thấy một chiếc yên như này thì các bác đừng có mua yên béo làm gì cả, không cần phải mua yên béo, bởi vì một chiếc yên vừa đẹp vừa êm, êm lắm ấy các bác ơi, vừa đẹp vừa êm như thế này mà lại còn xịn như thế này, Nhật như thế này, hàng Nhật cao cấp như thế này thì các bác cứ ok luôn các bác nhá. Đấy, các bác xem những yên xịn em chọn rất là, cái nào xịn thì em mới mang về thôi. Đây, toàn bằng hầu như 100% bằng ốc luôn, đính bằng ốc, không có ghim một cái ghim nào đấy, và là in rất đẹp và lại rất xịn như các bác nhá. 250k và 250k một giá thanh lý quá là rẻ luôn các bác nhá. 250k có tuyệt vời luôn các bác ạ. Vâng, tiếp theo sẽ gửi đến tất cả các bác một loại rất là cần thiết. Vâng,
trong quá trình các bác đi xe đạp, đi xe đạp thể thao là các bác nên mang theo bên mình những sản phẩm hàng cao cấp và hàng cần thiết, và những cái sản phẩm cần thiết như chiếc bơm, một chiếc bơm dắt khung xe các bác ơi, một chiếc bơm dắt khung xe hàng thanh lý của Đức, vâng, rất nhỏ gọn và rất là đẹp luôn, hai đầu van bơm và rất là đẹp. Đây các bác xem cái bơm này, đây các bác, cái này các bác cho vào cái giá khung của gọng nước này, và các bác bơm lên để cho vào đầu này, đổ này, đầu này bơm này, có hai đầu van bơm các bác bơm thoải mái luôn cho em nhé, hai đầu van bơm bơm thoải mái luôn đấy, vâng, rất đẹp luôn và rất là cần thiết các bác ạ. Chiếc bơm dắt khung xe này rất là cần thiết này. Đấy, các bác bơm lên, bơm vô tư và rất là ngon các bác nhá, rất là đẹp và rất là ngon. Bơm hai đầu van bơm, có hai đầu van bơm đây, đấy, hai đầu van bơm, hai đầu van bơm, một đầu van đây, nói chung là có hai đầu van bơm. Đã gửi đến tất cả các bác chiếc bơm này với giá là 140k các bác nhá, 140k để gửi đến tất cả anh em. Và chiếc bơm cao cấp nữa dành cho các bác là một chiếc bơm ô tô. Vâng, bơm xe đạp này, bơm ô tô này, bơm bóng này, bơm xe máy này. Chiếc này là chiếc bơm máy cầm tay. Vâng, một chiếc bơm máy cầm tay. Cái này là bơm này là các bác nào mà có cả ô tô, có cả xe đạp thì rất là cần thiết đây. Đầu van bơm này, vòi bơm có cả này các bác ơi. Và sạc này. Cái này thì các bác sử dụng đẳng cấp luôn, bởi vì nó rất là bền và rất là ngon. Đây là sản phẩm cao cấp của Nhật. Đây có cả thông số hết ở đây các bác nhá. Có cả thông số pin này, nhiệt độ này. Ui ôi, nó bơm rất cái mình này các bác, ấn bơm rất cái mình đây. Đây thì có cái vòi bơm này. Đấy. Đây là có cả hiển thị cho các bác bơm xe đạp này. Bơm xe máy này, chế độ bơm xe máy này. Chế độ bơm ô tô này các bác ơi. Và chế độ bơm bóng, có các chế độ cao cấp cho các bác nhá. Và cái số cân của nó nhá các bác nhá, số cân cần bơm nhá. Đấy. Đây, nút to nhỏ đây. Điều chỉnh đây, giờ các bác bơm cho em nhá. Cái này có hướng dẫn sử dụng hết các bác nhá. Bơm sản phẩm này bên em sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 880k cho một bộ bơm này và bao ship. 880k cho một bộ bơm và bao ship các bác nhá. Vâng. Rất là nhỏ gọn và các bác bỏ luôn một túi này cũng được này, vừa thoải mái luôn. Và bỏ thêm một ít đồ nữa vừa thoải mái luôn các bác nhá. Rất là đẳng cấp luôn các bác ạ. 880k để gửi đến tất cả các bác một chiếc bơm. Bơm cao cấp của Mỹ nhá các bác nhá. Quá đẳng cấp luôn. Tiếp theo là gửi đến tất cả các bác này những sản phẩm này. Tất chân, vâng. Tất chân thì tất chân xong lại đến đèn các bác nhá. Em sẽ giới thiệu đến tất chân, vớ chân thì ở trong Nam gọi là vớ chân, ở Bắc mình gọi là tất chân. Tất này thì quá ngon rồi các bác ơi. Tất thông hơi, chống hôi chân và rất là đẹp nhá. Dài. Vâng. Tại vì mùa này, cái tất này là các bác mùa đông các bác sử dụng được, mùa hè thì các bác chống nóng nhá. Đấy, nó không bị nóng bởi vì tất thông hơi mà co giãn các bác sẽ bắn. Đấy, các bác có thể bắn này. Co giãn các bác nhá. Đấy, rất là ngon. Đôi tất này em dùng đến 5 đôi rồi các bác ạ. Màu đỏ này, màu đỏ này. Màu xanh lá huỳnh quang này. Và còn màu cam nó cũng rất là đẹp các bác nhá. Quá đẹp luôn này các bác ạ. Đẳng cấp luôn. Nói chung là đôi này nó khoảng tầm 120k các bác ạ. Vâng, 120k một đôi này đấy các bác ơi. Đây đây, có phần chống trơn trượt và thông hơi các bác nhá. Đấy. Thì bên em sẽ gửi đến tất cả các bác với giá xả kho là 80k một đôi. 80k một đôi. Vâng, 80k một đôi thì các bác có thể sử dụng cho mình 3 màu. Vâng. 3 màu các bác nhá. 70k thì gọi là hòa vốn thì bán để cho các bác 80k thì gọi em được 10.000 một đôi. 10.000 một đôi tất xả kho các bác ạ. Đấy thì 80k một đôi các bác nhá. Các bác có thể là chọn gọn cho mình 3 màu. 3 màu mỗi một loại một đôi. Vâng, 3 màu. Tất này thì quá bền, quá xịn rồi.
Đèn tròn, vâng, đèn tròn, loại đèn tròn cọc yên Q5 cao cấp nhất. Vâng, đây là loại cao cấp nhất. Đây, cái này phải giữ hoặc là nó hết pin các bạn ạ. Hết pin ấy. Em sợ nó hết pin. À, nó còn pin. Đấy. Độ cảm biến đổi màu chưa các bác ơi, đẹp chưa? Vâng, đồng giá là 220k. Đồng giá là 220k. Đấy. Các bác nhé, đồng giá là đèn tròn cọc yên Q5 cao cấp nhất. Đồng giá là 220k các bác nhé. Mã tiếp theo là cuối cùng. Mã tiếp theo cuối cùng, đèn Đức, vâng. Đèn Đức, vâng, hàng thanh lý tại Nhật về. Đèn Đức thanh lý tại Nhật về các bác ơi. Một chiếc đèn 6 bóng LED và một chiếc đèn 2 bóng LED. Ui giời ơi, sáng quá các bác ơi. Sáng quá. Sáng tuyệt vời luôn. Cái này là pin 10.000, độ sáng 2.000 lumen, đèn cao cấp nhất và đẹp nhất đây. Màu này là màu đẹp nhất trong đẹp nhất thế giới các bác nhé, màu đẹp nhất thế giới. Là pin 10.000, đèn 6 bóng LED với giá là 850k một bộ này. Còn chiếc này 2 bóng LED pin 5.200, sử dụng trong vòng 7 ngày mới hết pin. Nhiều chế độ đây các bác ơi. Siêu sáng đấy các bác ơi. Loại này siêu sáng với giá là 450k, giá thanh lý hết đấy các bác ạ. Vâng, đèn này toàn đèn châu Âu thì các bác ạ. Đèn cao cấp, đèn đẹp đấy. Vâng. Đèn cực đẹp luôn. Toàn 2 và 2 bóng LED với 6 bóng LED thôi các bác nhá. Vâng. Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Cảm ơn các bác đã dành thời gian quý báu của các bác theo dõi kênh YouTube của Văn Quân. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác. Xin chân thành cảm ơn.